Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của Đức bay Samsung Galaxy S21 Ultra Đây là một con máy cũng mới được ra mắt khoảng hơn một năm mà thôi Mức giá ở thời điểm nó mới ra mắt thì nó lên tới tận gần 30 triệu cho nên chắc chắn bạn nào yêu thích mà kinh tế không cho phép thì chắc chắn cũng rất là khó để tiếp cận rồi đúng không nào. Nhưng ở thời điểm này thì chỉ cần khoảng tầm 15 triệu thì các bạn đã có thể sở hữu ngay một con máy line new. Và với những con máy mới được ra mắt như thế này thì tình trạng máy đang cực kỳ len keng không khác gì máy mới luôn các bạn ạ. À. Vậy thì với mức giá này con Samsung Galaxy S21 Ultra này nó có gì đáng mua? Thứ nhất đó chính là về thiết kế thì các bạn có thể thấy là nhìn nó vẫn quá đẹp, quá cao cấp. Và khi nhìn vào thì nó vẫn sẽ mang lại cái sự riêng biệt với cái phần cụm camera được làm cực kỳ nổi bật này Và cá nhân mình rất là thích cái kiểu thiết kế cụm camera như thế này Phần mặt lưng cũng được hoàn thiện từ kính nhám cho nên là nó sẽ chống bám mồ hôi Cũng như là dấu vân tay cực kỳ là tốt Và cái phần khung viền này cũng được hoàn thiện từ tép Rất là bóng bẩy và khi mà cầm vào cảm giác nó cực kỳ là cứng cáp, cực kỳ là chắc chắn luôn các bạn ạ Nhưng mà do cái phần camera này nó được làm to và nặng quá Cho nên khi mà mình cầm một tay thì cảm giác nó sẽ hơi bị nặng vào phần đầu một chút à, cảm giác nó sẽ không được cân bằng và an toàn cho lắm nhưng mà ít ra thì nó vẫn sẽ mang lại cái cảm giác cầm nắm dễ chịu và thoải mái hơn trên con iPhone 13 Pro Max đấy nói về màn hình trên Samsung Galaxy S21 Ultra thì thực sự nó quá xuất sắc rồi các bạn ạ với một kích thước lớn này màu sắc độ tương phản độ nổi khối và độ mượt của màn hình 120Hz các bạn muốn gì thì con Samsung Galaxy S21 Ultra này nó có đó Nói chung về màn hình trên con này cũng thuộc vào hẳn nhất nhì trên thế giới smartphone hiện nay rồi Cho nên dùng màn hình này để giải trí xem phim hoặc là chơi game thì hết nước chấm luôn các bạn ạ Và à Về cấu hình trên con Samsung Galaxy S21 Ultra thì đối với phiên bản chính hãng hoặc là phiên bản Hàn mình đang cầm ở đây thì nó sẽ được trang bị con chip đó là Exynos 2100. Nghe tới đây thì chắc chắn nhiều bạn sẽ chê rằng là Exynos nó yếu rồi thế này thế kia. Thà chọn phiên bản Mỹ với con chip Snapdragon nó ngon hơn. Thì điều này cũng khá là đúng thôi Nhưng mà thực tế đâu mấy ai mua những con máy này về cày game nặng làm gì đúng nào Nhưng dù các bạn có cày game nặng kiểu như là PUBG, Max Setting Hoặc là Genshin Impact ở mức đồ họa vừa phải Thì nó vẫn sẽ chơi tốt, chả có vấn đề gì đâu Còn với sức mạnh của con chip này thì nó vẫn sẽ mang lại cái khả năng sử dụng hàng ngày cực kỳ là mượt mà, cực kỳ là ngon lành luôn. À, những cái ứng dụng mà mình bấm vào này, à, CPUZ này hoặc là mình lướt lên bấm vào Facebook rồi bấm vào camera, thì nó phản hồi ngay lập tức, hầu như không có một tí độ delay nào xảy ra. hoặc là các thao tác mình chuyển đa nhiệm thì nó vẫn hoàn toàn mượt mà, chả kém bất cứ con máy nào trong cái tầm giá như thế này. Thậm chí nếu như mà mình so với con máy mới ra giống như là Samsung Galaxy S22 Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 cũng cực kỳ là mạnh thì trải nghiệm hàng ngày mình vẫn chưa thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa hai con máy này. Nên nếu như mà các bạn mua con Samsung Galaxy S21 Ultra vào thời điểm này để sử dụng giải trí thì vẫn rất là ok, vẫn rất là ổn áp Còn về trải nghiệm camera thì Samsung Galaxy S21 Ultra nó vẫn sẽ có một cụm camera cực kỳ là xịn so với thông số cũng cực kỳ là khủng Và nhìn vào thông số ở đây thì các bạn có thể thấy là nó cũng sẽ không có sự khác biệt so với con Samsung Galaxy S22 Ultra nhưng chất lượng nếu như mà so sánh thì nó vẫn sẽ có sự chênh lệch khá khá à, camera tele của Samsung Galaxy S22 Ultra nó vẫn sẽ đỉnh hơn và khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng thì các chi tiết nó cũng được tái tạo tốt hơn nhưng mức tiền thì cũng sẽ chênh lệch khá khá cho nên là chất lượng cho ra từ Samsung Galaxy S21 Ultra vẫn gọi là tuyệt vời trong tầm giá nó chạy ngán bất cứ bố con thằng nào đâu các bạn ạ à. Về khả năng quay video thì nó vẫn sẽ còn quay ngon lành ở độ phân giải là 4K 60 fps Nhưng nó vẫn sẽ gặp phải vấn đề đó chính là khựng khung hình khi mà chúng ta quay ở độ phân giải này Nhưng nếu như mà các bạn không quá khó tính, không quá chi ly Thì chất lượng như thế này thì vẫn quá là ok rồi Vẫn độ tốt để các bạn có những thước phim rất là đẹp À, tiếp theo là về pin trên Samsung Galaxy S21 Ultra thì cũng gọi là khá ổn thôi. À, nó sẽ không quá là trâu đâu, nhưng mà với nhu cầu sử dụng hàng ngày của mình à, cũng khá là nhiều từ lướt Facebook, TikTok, check mail, quay phim chụp hình, xem YouTube rồi có làm vài trận tốc chiến thì nó vẫn sẽ cân được trong vòng một ngày. Còn về khả năng sạc thì nó sẽ hơi lạc hậu so với phần đa những con máy tới từ thị trường Trung Quốc bây giờ. Có sạc nhanh 65W, 80W thậm chí là 150W, chắc cực kỳ là nhanh luôn nhưng thực tế nếu như mà các bạn đi làm về dùng tới lúc đi ngủ rồi các bạn cắm sạc không sau đi làm tiếp thì vấn đề này cũng không còn quan trọng đúng nào nói chung với mức giá hợp lý như thế này thì đây vẫn sẽ là một lựa chọn ngon lành à, dành cho bạn nào muốn sở hữu một con máy cao cấp của nhà Samsung mặc dù đây không phải là sản phẩm cao cấp nhất ở thời điểm này nhưng mọi cái trải nghiệm nó mang lại thì nó vẫn sẽ không thua kém gì à, con máy mới ra mắt kiểu như là Samsung Galaxy S22 Ultra đâu còn các bạn các bạn có lựa chọn con máy này hay không thì hãy comment để lại ý kiến cá nhân của mình phía dưới phần bình luận video này nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.